bộ lạc nữ nhi quốc ngoài đời thực, nơi đàn ông chỉ để duy trì nòi giống. Đó là bộ lạc da đỏ nguyên thủy sinh ra và phát triển trong khu rừng Amazon hoang dã. Ở đây không có đàn ông và giới tính nam cũng không được coi trọng. Phụ nữ ở đây rất mạnh mẽ, tự săn bắn hái lượm và tự lập cho cuộc sống ngay từ khi còn nhỏ. Khi những người phụ nữ ở bộ lạc này tới kỳ trưởng thành và muốn sinh nở, họ sẽ đến nơi khác để bắt đàn ông. Nhiệm vụ duy nhất của người đàn ông đó là chỉ là giúp người phụ nữ sinh con. Một khi chưa hoàn thành nghĩa vụ, không ai có thể rời khỏi mảnh đất ấy. Sau đó người đàn ông sẽ bị đuổi đi. Nếu như người phụ nữ sinh ra con gái thì sẽ được sống với mẹ trong bộ tộc, hưởng đủ mọi quyền lợi. Ngược lại, nếu họ chẳng may sinh được một bé trai, đứa trẻ sẽ bị bỏ ở một nơi hoang dã, tự sinh tự diệt, không ai quan tâm tới. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó tin, đặc biệt là nam giới hiện đại. Những người đàn ông cảm thấy mình bị xúc phạm. Nhưng đó là tập tục của một bộ lạc nguyên thủy và người ta phải chấp nhận số phận của mình mà không có quyền lựa chọn. Mặc dù có nhiều điều tiếng, nhưng cho tới nay bộ lạc gồm toàn nữ nhân này vẫn tồn tại và sống hoàn toàn tách biệt với thế giới phát triển bên ngoài, khó tiếp cận các kiến thức về bình đẳng giới và nhân quyền. Hãy like và subscribe kênh Nhân lực Nhân tài Việt trên các nền tảng để nhận những thông tin thú vị nhất. Xin chân thành cảm ơn.